Xin chào anh em, ngày hôm nay là một phiên giao dịch đầy cảm xúc của các nhà đầu tư tại thị trường chứng khoán Việt Nam anh em ạ. Hôm nay là một cái ngày mà kỷ niệm ngày thành lập ở thị trường chứng khoán Việt Nam, thì đã có những cái sắc xanh lan tỏa vào cuối phiên. Tuy nhiên thì theo công Dũng đánh giá thì những cái sắc xanh như thế này thì vẫn chưa đem lại cái sự yên tâm cho nhà đầu tư chúng ta. Và có thể nói là những cái mã cổ phiếu ngày hôm nay nổi bật ngay từ từ sáng tới chiều ấy, thì có thể là những cái mã thuộc nhóm đầu tư công. Anh em thấy được rằng là đầu tư công giữ được sắc xanh từ sáng đến chiều rất là tốt, và chúng ta có thể thấy là cái sự đột biến đến từ con NKG của nhóm ngành thép. Thì Công Dũng vừa xem chart thì cái cổ phiếu NKG này là nó cũng đang có một cái vận động khá là tích cực, đúng không ạ? Nó tích cực hơn thị trường, thế nên là nó có những cái biên độ mà nó tăng tốt hơn thị trường. Và cái nhóm ngành thép ấy thì nó sẽ kỳ vọng là một cái nhóm ngành mà nó cũng khá là mạnh trong thời gian tới. Và chúng ta biết được rằng là cái nhóm leader của thị trường chúng ta ấy, đó là bất động sản, chứng khoán và thép. Thì cái phiên ngày hôm nay thì mọi người thấy đồng loạt những cái cổ phiếu của ba nhóm ngành này nó đều có sự tăng trưởng nhất định. Và anh em thấy được rằng là trong cái giai đoạn sideways này, nếu mà chúng ta quá sợ hãi với thị trường mà chúng ta không đưa ra những cái kế hoạch để chúng ta lướt lát cổ phiếu ấy, nếu chúng ta mua ở vùng giá cao chúng ta không lướt được cổ phiếu, thì anh em sẽ cảm thấy rất là khó chịu và mệt mỏi trong cái giai đoạn này. Thực chất là nếu chúng ta cầm tiền thì chúng ta lại muốn chờ nó về vùng 900, vùng 1.000 để chúng ta mua. Tuy nhiên thị trường của chúng ta giai đoạn này liệu nó có về được những cái vùng đó để anh em mua cổ phiếu hay không, thì ở cái bản tin này Công Dũng sẽ đi phân tích cho anh em về những cái góc nhìn của Công Dũng anh em nhé. Thì trước khi vào bản tin chính thì mọi người hãy để lại cho video này của Công Dũng một lượt thích anh em nhé. Anh em bấm vào nút thích và một phần đăng ký kênh. Ở trong cái phần mô tả thì Công Dũng để cái Zoom cộng đồng, thì anh em nào muốn tham gia Zoom cộng đồng thì anh em có thể vào đó để Công Dũng duyệt anh em vào. Và anh em nào muốn tham gia Zoom cái hàng VIP của Công Dũng thì anh em có thể tham gia theo hình thức gán ID miễn phí tại TCBS cũng như là VPS. Hoặc anh em không muốn gán ID thì anh em có thể tham gia theo hình thức hội viên để chúng ta đồng hành với nhau trong những cái xịp sóng sắp tới anh em nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì mọi người nhìn thấy ở đây là có những cái cổ như PVS ngày hôm nay cũng được kéo ATC này, nó còn thậm chí giá ATC nó còn thấp hơn cái giá mà chuẩn bị đóng cửa. Con SEL thì được kéo về tham chiếu, con FCN thì kéo 0,7, con này là đang đóng cửa là 1,5% nhưng mà đóng cửa thì lại bị giảm một chút về 0,7%, nó giảm mất là 0,5 like. Thì con gạch này cũng là một cái con mà ngày hôm nay nó tăng ngược vào cái cuối phiên này anh em này. Ngày hôm nay nói thật là nếu mà anh em cầm cổ phiếu ấy, thì rất dễ là anh em sẽ bị rơi cổ phiếu. Giai đoạn này thì nhiều người thì view là thị trường nó khá là xấu, nhưng mà quan điểm của Công Dũng nhá là thị trường giai đoạn này chúng ta rất là bình thường, anh em không việc gì anh em phải sợ cả. Anh em đừng nghĩ là nó sẽ thủng cái vùng 1040 điểm, hoặc là nó về cái vùng là 1000 điểm, hoặc là 950. Cái kịch bản đó rất là khó, thực sự là như vậy. Và tại sao nó khó thì bây giờ, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi phân tích. Anh em nhớ xem hết cái video này để chúng ta nhận được những cái giá trị mà Công Dũng muốn chia sẻ cho anh em nhé. Đầu tiên thì anh em nhìn qua về tổng quan thị trường này, hôm nay chúng ta có 290 mã tăng, 210 mã giảm và 100 mã tham chiếu. Nhìn về cái góc nhìn ở đây thì chúng ta thấy là rất nhiều cái cổ phiếu nó xanh, và thị trường ngày hôm nay với thanh khoản là 14.000 tỷ, thanh khoản vẫn là duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên ở cái việc mà thị trường tăng điểm thì cái thanh khoản nó được đẩy lên do cái lượng cầu vào nó tốt, nó hấp thụ lại những cái lượng cung. Thế nên là thanh khoản của chúng ta được đẩy lên cải thiện hơn so với cái phiên ngày hôm qua. Tuy nhiên ở mặt bằng chung các cổ phiếu ấy, thì chúng ta thấy được rằng là các cổ phiếu thì đều duy trì ở mức thanh khoản là thấp anh em nhá. Thì trong cái bản tin buổi sáng nay thì Công Dũng có nói là trên đồ thị ngày index đang giao dịch trong biên độ 1075 đến 1095. Trong phiên hôm qua, VN Index đóng cửa dưới MA20 với khối lượng thấp. MA20 đang hướng lên, MACD đang có xu hướng tạo một đỉnh. Giải Bollinger Band đang có dấu hiệu co thắt và
co thắt về xu hướng giảm tích lũy. Khi mà nó co thắt như vậy thì nó thiên về cái chiều đó là nó sẽ đi vào cái vùng tích lũy anh em nhé, tích lũy là nhiều đúng không ạ? Còn khi mà nó co thắt xong ấy mà nó vẫn vận động ở dưới M20 và có những cái tác động mà chúng ta không thể đánh cổ phiếu lên được ấy, đội lái nó không đánh cổ phiếu lên được thì lúc đó nó mới phát triển một cái xu hướng mạnh mẽ hơn, có thể là một xu hướng giảm hoặc có thể là một xu hướng tăng. Còn bây giờ là nó đang thiên về cái xu hướng tích lũy. Đấy. Nhiều người có nói là cái phiên ngày hôm qua khối lượng thấp là không tốt, nhưng mà theo công Dũng ấy, nếu mà nó tích lũy mà khối lượng thấp, tích lũy ở trên M20 nhá, chứ không phải tích lũy trên đỉnh nha anh em nhá. Tích lũy trên M20 và thị trường chúng ta đã có cái quá trình tạo đáy và bây giờ là cái trạng thái mà nó cân bằng. Anh em nào mà biết về phân tích kỹ thuật thì anh em biết là trong cái quá trình mà sau khi tạo đáy, thị trường của chúng ta đã phát triển một xu hướng tăng, phát triển một xu hướng tăng và sau đó giai đoạn này là nó đi ngang tích lũy, nó như thế này anh em này. Chứ còn đến cái giai đoạn này nó không phải là một trong một cái trend giảm nữa, nên là cái việc mà anh em nói là tích lũy khối lượng thấp thì mà không ổn là cũng là không đúng anh em nhá. Tích lũy cạn vôn như thế này là công Dũng đánh giá là thấp, bởi vì phía trước này anh em này, phía trước nó là một giai đoạn nó phát triển cái xu hướng tăng nhá, thì bây giờ nó đi vào cái pha tích lũy chứ nó không phải là trong cái trạng thái mà nó đang rơi. Anh em nhìn này, cái xu hướng của M20 lúc này ấy, nó đang là đi xuống. Chúng ta xem những cái kênh chúng ta phải hiểu bản chất của nó nhá. Nhưng có rất nhiều người nói cái phiên ngày hôm qua ấy, nó là một cái phiên khối lượng thấp này là nó không tốt anh em ạ, nhưng mà không tốt tùy từng thời điểm. Ví dụ ở trong cái trạng thái mà M20 nó đang đi xuống như này này, mà tích lũy ở đây này với cái khối lượng cạn vôn đi ấy, thì chứng tỏ rằng là nó đang thiếu cái sức sức bật, sức đẩy. Tuy nhiên ở cái vùng này là cái vùng mà M20 nó đã bẻ ngang và nó đang có xu hướng hướng lên như thế này, mà chúng ta tích lũy ở đây này, tích lũy ở đây này với khối lượng cạn cung, kiệt cung đi dần ấy, thì nó chứng tỏ rằng cái áp lực bán nó không có nhiều. Mặc dù dòng tiền chúng ta đánh giá là nó cũng yếu, nhưng ở đây nó thiên về cái việc mà áp lực bán nó không có nhiều. Mà anh em phân tích ý, thì anh em phải để ý cái dải Bollinger Band này, nó đang có xu hướng nó bóp vào. Nó đang bóp vào thì nó thiên về một cái trạng thái đó là nó sẽ tích lũy sideways là nhiều. Còn khi mà nó bóp band vào rồi ý, mà nó phát triển một xu hướng xuống hoặc một xu hướng lên thì lúc đó những cái xu hướng này mới là mạnh. Những cái xu hướng lúc này ý, nó có thể thủng đáy là chuyện bình thường, nếu mà trong sau cái quá trình mà nó tích lũy sideways xong. Nha anh em nhá. Còn để mà thị trường mà nó đồng quy mà để nó thủng luôn cái vùng này xuống vùng 800 900 ấy, thì công Dũng đánh giá không cao trong giai đoạn này. Bởi vì chúng ta đã chững cái đà rơi rồi, chúng ta đã chững cái đà giảm rồi anh em nhá. Nó không phải là ở cái pha này, nó mà cứ ở trong cái pha này cơ. Nó đang có phát triển cái xu hướng đi xuống cơ. Thì anh em còn nói là nó rơi thủng cái này cái kia được. Nhưng ở cái trạng thái này ấy, thì công Dũng nghĩ là ngày hôm nay này thị trường về test lại những cái vùng Kijun, test lại cái đường Kijun, và anh em thấy được rằng là lần thứ hai nó test đường Kijun và nó rút chân đi lên. Tuy rằng nó không được mạnh mẽ như cái lần đầu, nhưng mà nhiều người nói là những cái nhịp này nó dễ dính là bull trap rồi các thứ. Nhưng mà theo mình ấy thì nó không 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 có gì là bull trap cả, bởi vì là cái này nó đang thiên về cái hướng đó là tích lũy sideways là nhiều hơn, chứ nó không giật lên kéo lên như thế này thì anh em mới bảo là bull trap, chứ còn giật lên như thế này thì có gì là bull trap. Anh em nào dám mua nhiều giai đoạn này mà sợ bull trap không? Anh em thử comment ở phần bình luận nhé. Anh em nào dám đi tỷ trọng 100% và full margin ở đây mà sợ bull trap không? Hay là anh em chỉ dám mua thăm dò 10, 30, 50% là cùng nhá. Thế nên là cái giai đoạn này ấy, nó là một trong những cái trạng thái khác. Chúng ta không thể lấy những cái việc mà chúng ta so sánh ở những cái giai đoạn trên này mà chúng ta nói đây là bull trap rồi các thứ. Anh em nhá, đoạn trên này ấy, nó là một cái quá trình nó đi lên từ dưới lên rất nhiều. Và anh em thấy là nó đã có những cái sự tạo đỉnh MACD ở đây, và ở đây thì nó tạo thêm một cái đỉnh nữa. Lên trên này chúng ta mới sợ dính bull trap này. Còn ở đây thì anh em thấy là nó đang từ đáy đi lên và nó đang ở trong cái quá trình sideways tích lũy. Thì liệu rằng có phải là bull trap không? Bây giờ anh em nào dám mua tỷ trọng nhiều mà anh em sợ bull trap? Anh em có đánh thì anh em cũng chỉ bắt đáy khoảng 10, 20%, 30% là cùng, đúng không ạ? Là anh em là full margin bắt đáy thì anh em comment ở phần bình luận để công Dũng biết là anh em quá là kinh khủng nhá, quá là đỉnh cao luôn nếu mà anh em full margin bắt đáy giai đoạn này. Còn cái việc mà anh em lướt lát T0 là chuyện hết sức bình thường. Ví dụ chúng ta mua ở những cái vùng trên này, ví dụ anh em nhá, mua ở trên những cái vùng trên này, đây là một cái pha mà nó đang tích lũy,
nhưng mà gặp một cái diễn biến mà nó đạp thẳng cây này thì không ai có thể chống đỡ nổi, và anh em biết được rằng nó đạp chỉ trong những cái phút 15 phút cuối phiên thì cái cây này thì không ai đỡ nổi, và hầu hết chúng ta đang kẹp hàng rất là nhiều đây, đúng không? Chúng ta đang kẹp hàng rất là nhiều ở đây đấy. Thì cái giai đoạn này anh em có thể lướt lát T0, Công Dũng nghĩ là anh em có thể làm được khi mà nó chạm về những cái vùng hỗ trợ đấy, nó chạm về vùng hỗ trợ nhá. Và ngày hôm nay thì Công Dũng cũng có nói là dự kiến trong ngắn hạn index sẽ tiếp tục giao dịch quanh vùng 1075 đến 1095 điểm. Để có xu hướng tích cực thì index cần đóng cửa trên vùng 1090 điểm trong phiên giao dịch hôm nay và phiên giao dịch tiếp theo. Thì ngày hôm nay thì chúng ta thấy là khá tích cực khi index đóng cửa 1095 điểm, nó đúng như những gì mà kịch bản mà chúng ta đã đề ra và chúng ta làm theo. Thị trường hiện tại đang không có sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu VN30, điều đó thì ai cũng nhìn thấy đúng không ạ? Và khi phần lớn các cổ phiếu trong nhóm này vẫn chưa thu hút được dòng tiền tham gia trong ngắn hạn. Các cổ phiếu midcap sau một nhịp tăng mạnh trong 3 tuần gần nhất hiện tại đang bước vào nhịp điều chỉnh tích lũy trước khi có những diễn biến mới. Do vậy giai đoạn này giao dịch sẽ rất là khó chịu. Anh em nào cầm tiền thì anh em cứ chờ đợi qua cái giai đoạn khó chịu này thì chúng ta vào. Còn anh em nào mà muốn thử lướt lát thì anh em có thể là dành một tỷ trọng nhỏ. Còn anh em nào kẹp hàng, anh em nào lướt T0 trong giai đoạn này khi mà nó đạp về những cái vùng hỗ trợ. Đấy, khuyến nghị nhà đầu tư giai đoạn này nếu đang giữ tỷ trọng cổ phiếu nhiều thì nên chủ động hạ tỷ trọng trong các nhịp hồi phục với những mã có khả năng tạo mẫu hình hai đỉnh trên đồ thị ngày. Tỷ trọng cổ phiếu giai đoạn này nên duy trì ở mức trung bình, có thể lướt hạ giá vốn khi các cổ phiếu đang nắm giữ giảm về vùng hỗ trợ mạnh và bán khi lên vùng kháng cự nhé anh em nhé. Thì đó là cái chiến lược trong Zoom khách hàng VIP của Công Dũng. Và mọi người thấy được rằng là rất nhiều các cổ phiếu cái giai đoạn này thì Công Dũng nói với anh em rất là nhiều rồi, khẳng định đi khẳng định lại rồi là giai đoạn này nó rất là khó để giảm mạnh. Anh em thấy nhá, Công Dũng lấy ví dụ cho anh em này, lát nữa Công Dũng sẽ lấy ví dụ cho anh em. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích vào thị trường hết nhá. Thị trường trước thì anh em thấy được rằng là trong một cái trend, anh em thấy là đây là một cái trend tăng của thị trường nhá. Chúng ta nối các đỉnh với đỉnh và các đáy với đáy, chúng ta có một cái trend này. Và ngày hôm nay trong cái chạc 1 giờ thì anh em có thể nhìn thấy là nó chạm đúng vào cái trend xu hướng nhá, và nó lên. VN Index của chúng ta thì trong này thì chúng ta đang có những cái mô hình, đó là cái trạng thái có thể nó sẽ tạo thành hai đáy nhá. Khi nó vượt qua cái vùng đỉnh trung tâm này này thì nó đã tạo thành hai đáy. Nhưng mà có những cái cổ phiếu mà nó khỏe hơn thị trường, ví dụ như con NKG, nó đã có những cái bản chất của nó ấy. Ngày hôm nay nó tăng rất là tốt, anh em thấy này, nó đang chuẩn bị tạo một đỉnh MACD ở chạc ngày, tuy nhiên nó giật lên để nó đi lên nhá anh em nhá. Ở trong cái trạng thái này thì nếu mà nó không vượt qua được cái vùng đỉnh này ấy, thì anh em phải bán hết cổ phiếu ở đây, bởi vì lúc đó nó sẽ tạo thành hai đỉnh MACD nhá, nó sẽ tạo thành hai đỉnh MACD và có cái khả năng nó sẽ điều chỉnh trong ngắn hạn. Tuy nhiên chúng ta xem trong chạc giờ của con này này, trong chạc giờ của con cổ phiếu như NKG này, chúng ta nhìn thấy được rằng là con này nó đánh nó còn không thủng cái vùng mây này nhá. Index của chúng ta thì đã thủng mây. Index của chúng ta này thì chúng ta nhìn thấy là nó đánh cho thủng cả mây luôn. Đây này, cái đoạn này nó đánh thủng mây này, nó xuống một cái xong bắt đầu nó lên rồi lại nó giật thủng mây luôn. Và index bây giờ đang vận động ở dưới mây. Tuy nhiên đối với cổ phiếu như NKG anh em thấy là nó vẫn vận động ở trên mây. Và đáy sau nó còn cao hơn đáy trước. Nó đã có hai đáy MACD đồng quy nhá anh em nhá. Hai đáy MACD đồng quy. Thì ở cái trạng thái của con cổ phiếu này ấy, và nó đã quay lên để nó chuẩn bị nó test lại cái đỉnh luôn anh em này, rất là mạnh nha, rất cổ phiếu này rất là mạnh nha, và có khả năng nó có thể nó sẽ vượt đỉnh đấy. Ngày hôm nay nó lên tiệm cận với vùng đỉnh rồi, tuy nhiên ở trên này cái áp lực bán là nó có, nó sẽ xuất hiện, và cái cổ phiếu này sẽ cần phải có những cái trạng thái nó test, và cái vùng kháng cự của nó ở cái giải Bollinger Band trên ở đây đó chính là cái vùng là 23.6 cộng trừ đối với cổ phiếu như Nam Kim. Thì anh em nào cầm cổ phiếu Nam Kim thì anh em hãy lưu ý những cái vùng giá này nha anh em nhé. Và con này là một cổ phiếu khỏe, Công Dũng đánh giá nó cùng với con VGS, hai con bắt đầu lao lên để mà test lại cái vùng đỉnh trước nhá. Thì đây sẽ là những cái cổ phiếu mà nó khỏe hơn thị trường. Và thị trường ấy, như Công Dũng nói với anh em ấy, thì cái khả năng mà giai đoạn này thị trường của chúng ta giảm mạnh nó khó, bởi vì chúng ta nhìn này, chúng ta nhìn một cái nhá, đó là những cái cổ phiếu thép này, nó đang là trong một cái trend tăng, nó đang là trong một cái trend tăng ngắn hạn. Anh em nhìn thấy về cái xu hướng của M20 cùng với kết hợp với cái việc mà chúng ta vẽ những cái đáy của nó đúng không ạ?
đỉnh sau cao hơn đỉnh trước này và cái đáy sau cao hơn đáy trước này, đó là những cái cổ phiếu của nhóm ngành thép anh em nhé. Nhìn những cái con này nó tăng ầm ầm như thế này mà chúng ta bảo là lái nó đánh xuống cái vùng đó là vùng 1.000 hay là vùng 900 thì lái nó sẽ là cái thằng mà bị lỗ nhiều hơn chúng ta rất là nhiều, bởi vì tiền nó đổ này anh em này, tiền nó tham gia vào ở đây này. Chúng ta nhìn theo cái yếu tố dòng tiền nhá, chúng ta đừng có đoán theo những cái võ đoán theo cái cảm giác của mình nhá anh em nhá. Anh em hãy nhìn vào mặt bằng chung cổ phiếu. Ở đây là dòng thép nhá, chúng ta nhìn dòng thép là chắc chắn là chúng ta nhìn thấy được rằng là dòng thép đang rất là khỏe đúng không ạ? Các cổ phiếu đang có MA20 phát triển ầm ầm lên như này đúng không? Và con này thì đang có hơi hướng tạo hai đỉnh. Bao giờ nó tạo hai đỉnh xong ấy, lúc đó chúng ta mới đánh giá được rằng là thị trường sẽ vào một cái pha điều chỉnh rõ ràng. Khi đó cái lượng hàng nó đã thoát ra rất là nhiều. Và anh em nhìn thấy con HSR, con HPG này, mọi người nhìn này. Thì những cái trạng thái của những cổ phiếu này nó có thể nó sẽ đi tích lũy như này và nó tăng. Nhớ anh em nhá. Nó sẽ đi kiểu tích lũy sideways xong bắt đầu nó tăng. Như duy nhất cái con NKG thì nó khỏe hơn hẳn, nó NKG và VSG thì nó đang rất là khỏe, thì nó đang tiệm cận những cái vùng kháng cự, thì anh em hãy cân nhắc những cái việc mà chúng ta có lợi nhuận thì chúng ta có thể là chúng ta chốt lời đối với những cổ phiếu này. Đấy, và bây giờ chúng ta đi xem qua một số các cái cổ phiếu của các cái nhóm ngành khác nữa nhá. Còn index ngày mai thì Công Dũng nghĩ là nó sẽ có những cái nhịp vận động sideways thôi. Giai đoạn này thì Công Dũng thiên về cái việc mà cổ phiếu nó sẽ vận động sideways nhá. Đối với VN Index nó sẽ thiên về vận động sideways là nhiều hơn cái việc đó là nó sẽ sideways trong cái biên độ này, nó sẽ sideways trong cái biên độ mà như Công Dũng vừa nói 1075 đến 1095 điểm cộng trừ nhá. Thì ngày hôm nay nó lên đến vùng 1095 thì có thể nó sẽ tiếp tục nó sideways ở đây. Nhưng mà MA20 của VN Index ấy, nó là một cái điều mà rất là tuyệt vời, đó là nó đang hướng lên, nó đang hướng lên nhá. Đấy, nó đang bẻ cong lên. Thì anh em thấy được rằng là cái trạng thái mà nó bóp ben như này thì có thể nó sẽ giữ vững ở cái vùng này thôi. Chúng ta xem qua một vài cái trạng thái mà khi mà nó đang ben rộng nhá, anh em nhìn này. Giống như cái giai đoạn những cái giai đoạn này này, anh em thấy là ben nó đang rất là rộng này và nó thiên về cái xu hướng tích lũy thì bắt đầu là nó bóp ben chặt vào rồi. Bóp ben chặt thì sau đó nó phát triển một cái xu hướng nào đó thì nó sẽ rất là mạnh mẽ, có thể là xu hướng giảm, có thể là xu hướng tăng. Nhưng mà nó vẫn đánh trong một cái biên sideways thì anh em phải nhận diện ra được là thị trường của chúng ta trong giai đoạn này ấy, nó cũng sẽ tiến hành đánh trong biên sideways. Có thể nhá, có thể nó sẽ đi như này. À, có thể nó sẽ đi sideways như thế này anh em này. Nó trong một cái biên rất là rộng như này. Nó sẽ va đập như thế này, anh em mua ở dưới anh em lên đến đây anh em lại bán rồi lại va đập lung tung ở đây. Đấy, thì nó sẽ đánh theo cái kiểu này chứ nó không đánh theo cái kiểu dễ chịu, một là tăng hai là giảm với anh em đâu. Giảm thì anh em nhảy ra hết khỏi cổ phiếu, còn tăng thì anh em lại nhảy vào hết vào cổ phiếu, thì nó sẽ rất là dễ đánh. Nhưng mà bây giờ đánh sideways, phiên tăng phiên giảm mua chưa chắc đã có ăn, mà cầm cổ phiếu thì lại lỗ xong lại thành lãi, lãi xong lại thành lỗ, nó liên tục như thế, nó đưa chúng ta vào một cái trạng thái đó là rất là chán nản khi mà chúng ta cầm cổ phiếu nha anh em nhé. Thế nên là mọi người lưu ý trong giai đoạn này chúng ta chỉ cầm một cái phần tỷ trọng nào đó thôi và đừng có đánh margin nhé. Đánh margin rất là áp lực. Cái pha mà nó tăng ấy, nếu anh em đánh margin thì anh em phải chủ động trong cái việc đó là chúng ta chốt lãi cổ phiếu khi cổ phiếu có lãi, còn không thì anh em tốt nhất là anh em không nên dùng margin nha anh em nhá. Anh em nào đánh nhanh kỹ thuật tốt thì anh em mới chơi margin linh động, còn không thì anh em đừng có gồng bằng margin. Gồng margin nó giật xuống cho một cái, nó ví dụ nó đánh một cái biên sideways rộng hơn dưới này ra, nó giật xuống một cái xuống cái vùng giải men ở dưới đang có men hỗ trợ là 1060 điểm cộng trừ, nó giật xuống đấy một cái thì các cổ phiếu giảm rào từ 1095 xuống 1060 thì anh em thấy là nó đã giảm 35 điểm rồi. Giảm 35 điểm thì cái áp lực đến anh em rất là lớn, nên là anh em phải lưu ý cái giai đoạn này, không bỗng dưng là chúng ta chỉ chơi được có 50% thôi anh em nhá. Mọi người lưu ý này, cái band này nó đang bóp lại rồi và nó không có cái thiên hướng đó là nó hỗ trợ cho cái việc đó là nó giảm. Anh em nhìn những cái pha như thế này này. Những cái pha mà ở đây là nó những cái pha tạo đáy ấy, thì Công Dũng nghĩ là cái thiên hướng của nó sẽ test đi test lại cái đường Kijun này. Đấy, nếu mà nó test nhá, còn không thì đối với ngày mai thì nó lại có một cái phiên lấy lại MA20 thì sẽ rất là tuyệt vời. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi xem các cái mã cổ phiếu nhá anh em nhá. Đây, trong chạc giờ thì index là ngày mai mà lấy lại được cái vùng trên này, lên trên này là nó tạo được hai đáy trong chạc giờ đúng không ạ? Tạo được hai đáy ở đường giá và có thể là cái vùng này nó sẽ đi cái kiểu này anh em này. Nó sẽ đi kiểu này. Đấy, để nó đi lên.
Có nghĩa là nó sẽ có một cái pha để nó phá cái chen giảm của cái đường MACD này anh em ạ. Nó sẽ phải có những cái nhịp mà nó phá cái chen giảm này nha anh em nhá. Nó sẽ có những cái nhịp nó phải phá được cái chen giảm cơ. Thì lúc đó chúng ta mới kết thúc cái những cái nhịp giảm gần đây. Đây, cũng như trong cái chặt chặt giờ của index ấy, nó phải có những cái pha nó đánh vượt qua để nó phá cái chen giảm này. Thì lúc đó chúng ta mới có một cái nhịp mà nó tích lũy ở trên cái vùng chen giảm và nó tiến hành nó sideways. Hiện tại thì chúng ta vẫn đang trong một cái chen giảm của index trong ngắn hạn về cái chặt giờ. Đấy thì anh em hãy để ý những cái việc như thế nhá. Còn ở cái biên độ giao dịch hiện tại, Dũng nghĩ là nó sẽ đánh sideways. Đấy, anh em nào lướt lát được lướt lát những cầm những cái mã nào mà đang lỗ thì chúng ta có thể trung bình giá khi nó về cái vùng hỗ trợ. Ví dụ như chúng ta đi xem một vài cổ phiếu của các nhóm ngành nhá. Nhóm thép thì Công Dũng vừa xem cho anh em rồi. Còn VGS thì nay tăng 6% rất là khỏe. Tuy là nó không tính được nhưng mà các cổ phiếu dòng thép thì nó đều có sự hưởng ứng HSG này. Đấy, sau những cái pha mà test lại cái vùng flat này, nó giật lên giật xuống nhưng mà Công Dũng nghĩ là nó sẽ phải dao động quanh cái vùng này thôi. Đấy, nó cứ loanh quanh để nó bóp band trở lại này. Đang có trạng thái bóp band. Khi nó bóp band ấy, thì nó sẽ co giật trong cái vùng band này. Đấy, để nó phát triển một cái xu hướng tăng mới. Thì nó cần phải có biên độ tích lũy. Thì chúng ta cùng xem những cái cổ phiếu nhóm ngành khác nhá. Chứng khoán. Chứng khoán thì có con TCI này thì ngày hôm nay tăng tốt nhất này, thì con này thì rất ít người mua được thì chúng ta không nói làm gì. MBS này anh em nhìn này. Những cái nhóm ngành chứng khoán ấy chúng ta cứ cảm thấy sợ hãi nhưng mà thực ra ấy, mọi người nhìn thì những cái cổ phiếu này nó đều trong một cái biên độ sideways thôi. Nó đi sideways thì anh em sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Anh em ăn một cái cây đỏ này, anh em lại được một cây xanh này. Hôm sau nó lại một cây đỏ này. Rồi hôm sau nó lại một cây xanh. Anh em cảm thấy rất là chán nản trong cái pha này mà mãi chúng ta không ăn được, không kiếm được lợi nhuận. Bởi vì sao anh em? Bởi vì nó chỉ đi trong một cái biên độ sideways trong cái vùng nền này. Làm sao mà có lợi nhuận để cho chúng ta chốt được, đúng không? Thế nên là anh em mà giao dịch trong giai đoạn này thì anh em phải phải hiểu được cái bản chất của thị trường trong giai đoạn này nhé. Nó vẫn chỉ là sideways thôi và anh em thấy là vẫn giữ được cái cây bùng nổ theo đà của những cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán. Thì anh em bảo là bây giờ nếu mà đồng loạt nó gãy hết cái cây này ấy, thì Công Dũng công nhận với anh em là nó sẽ về những cái vùng thấp hơn. Tuy nhiên bây giờ chúng ta chưa thấy một cái dấu hiệu nào về cái sự gãy của các cái nhóm ngành, đúng không ạ? Dòng tiền tham gia nhá, anh em thấy là dòng tiền tham gia đối với những cổ phiếu chứng khoán là có. Và bây giờ nó chưa gãy thì tại sao chúng ta cứ view thị trường là nó phải gãy như vậy, đúng không ạ? Chúng ta phải nhìn vào các nhóm ngành chứ chúng ta không thể nhìn vào đúng một thị trường được, đúng không ạ? Bây giờ thị trường nó như này, nó chỉ cần đạp trụ kéo trụ là nó vẽ được cái cây nến này ngay. Đấy, anh em thấy là VN30 điểm rất là thấp. Anh em thấy là VN Index là 1095 nhá. Nhưng mà ở VN30 thì sao? VN30 nó là 1088 cơ. Đấy, thì mọi người thấy được rằng là VN30 đang thiếu sự hấp dẫn so với những cổ phiếu dòng midcap. Và nó chỉ cần sử dụng cái nhóm VN30 này nó đạp là điểm số thị trường là chúng ta bay rất là nhiều. Thế nên là anh em phải nhìn vào các nhóm ngành cổ phiếu. Chứ chúng ta không thể là xem cái điểm số để chúng ta đoán thị trường được. Và bây giờ chúng ta nhìn vào nhóm này, STS này, tích cực này, CTS tích cực này. Thậm chí nó còn vẫn ở trên nền trên này. Cây bùng nổ của nó này, vẫn còn nguyên giá trị. Vẫn còn nguyên giá trị bởi cây bùng nổ. HCM xem nào, HCM anh em thấy này, vẫn trong một cái biên độ sideways thôi. Vẫn trên M20 nhá, những cổ phiếu này vẫn vận động trên M20. Và M20 đang xu hướng mẻ cong, anh em thấy này. AGR này, vẫn trong một cái biên độ tích lũy. Cây đỏ, cây xanh đan xen rất là nhiều nhưng mà anh em thấy là nó vẫn nằm trong một cái biên độ sideways thôi. Nó không hề đi đâu cả nên anh em bảo mua đoạn này, mua con gì nó cũng như nhau thôi. Nó không có lợi nhuận. Nó rất là ít lợi nhuận. Có thể lỗ nhẹ hoặc là lãi nhẹ anh em nhá. Thế nên là cái trạng thái như thế này anh em nhìn thấy này, M20 vẫn tiếp tục phát triển xu hướng tăng. Đấy. Thế nên là anh em phải lưu ý giai đoạn này nhá, lưu ý chúng ta phải lưu ý nhìn vào cổ phiếu, nhìn vào những cái trạng thái vận động của các nhóm ngành. Chứng khoán này anh em thấy là Công Dũng lấy ví dụ vài con rất là ổn. Đấy. SSI anh em nhìn thấy này, vẫn nguyên giá trị của cây bùng nổ theo đà. Nó không hề mất giá trị một chút nào, đúng không ạ? Những cổ phiếu leader của nhóm ngành này, SHS này anh em thấy này vẫn loanh quanh ở cái vùng tích lũy rồi, kéo vẽ vẽ lên vẽ xuống này rồi lại vẽ tiếp này rồi lại vẽ lên này thì cuối cùng nó vẫn chỉ nằm trong cái biên độ sideways thôi, nó không đi đâu cả anh em nhé. Thế nên là mọi người phải để ý đây là VND cũng thế này, vẫn ở trong một cái biên độ sideways. Anh em có sợ hai anh em bán đi thì bắt đầu nó lại rút chân, đúng không ạ? Giai đoạn này ấy, là một cái giai đoạn mà chúng ta càng sợ chúng ta càng lỗ. Chúng ta sợ quá bán đi thì cổ phiếu lại rút chân.
chúng ta hưng phấn, chúng ta nhảy vào mua, bảo à rút chân ngon rồi thì chúng ta lại lỗ. Đó là cái bản chất của giai đoạn này. Nên là mọi người lưu ý này, những con như VIX này, anh em thấy đây, VIX vẫn đang vận động này, chạm M20, test M20 cái rút chân này. Đấy. Mai nó lại tăng lên tí, anh em lại FOMO, anh em lại nhảy vào đây mua, mua xong nó lại quay trở lại, nó test M20 tiếp thì anh em lại lỗ, đúng không? Thế là mọi người hãy lưu ý giai đoạn này cho Công Dũng nhá. Đấy, dòng chứng khoán Công Dũng xem cho anh em này, dòng dầu khí thì còn đẹp hơn rất là nhiều. Đây là con này, con PET này thuộc dòng bán lẻ này, anh em thấy là các cổ phiếu nó vẫn vận động ở trên M20 nhá. PET này, PXS này, dầu khí này, PVT dòng vận tải này, anh em thấy là các cổ phiếu nó vẫn đang loanh quanh M20 và thậm chí con này còn bẻ cong M20. Con này mà tích lũy thêm một thời gian qua cái đoạn mây mỏng này ấy, mà Ben nó bóp chặt như thế này này, mà nó tích lũy sideways ở đây thì rất dễ là nó sẽ có những cái nhịp nổ ở phía sau. Bởi vì giai đoạn này của chúng ta là cái giai đoạn mà các cổ phiếu nó đang tạo đáy để đi lên chứ không phải là tạo đỉnh như cái giai đoạn này. Như cái giai đoạn này mà anh em nhảy vào, anh em bảo là đánh sideways này thì nó mới dễ ăn đòn này. Còn giai đoạn này thì toàn là ở dưới vùng nền, nó đi lên, nó đã có sự phát triển ở phía trước 15-20% ở đây rồi, đúng không ạ? Đấy, 15-20% ở đây rồi. Và bây giờ nó đang tích lũy lại, tái tích lũy anh em nhé. Nó đang tái tích lũy và bây giờ cái việc của chúng ta ấy, là đợi các cổ phiếu nó cạn cung đi thì nó là một điều rất là tuyệt vời để chúng ta mua cổ phiếu. Chứ không phải là bây giờ là giai đoạn chúng ta sợ. Chúng ta phải hay sợ khi mà cổ phiếu nó lên trên này này, nó tạo nhiều cái đỉnh MACD ở trên đỉnh như này, phân kỳ âm tứ tung như này, chúng ta phải sợ. Chứ còn bây giờ toàn ở đáy thế này anh em lại sợ thì bảo sao anh em đầu tư, mà lúc nào anh em cũng chỉ mua đỉnh bán đáy. Đáy thế này rồi thì không phải sợ, đúng không ạ? Đáy thế này thì không phải sợ. Những con PVS này anh em thấy là nó co giật nhưng mà nó vẫn ở trong một cái nền sideways lớn nha anh em nhá. Con này là một cái vùng sideways lớn cực kỳ luôn. Những con này mà đánh nó chỉ có vượt đỉnh thôi. Nhưng mà giai đoạn này thị trường nó đang khó nên là những cổ phiếu này nó không đánh. Anh em nhìn thấy những cái đoạn mà nó sideways lớn này, đây. Cái tạo một cái biên độ sideways lớn này, nó đánh một cái là nó qua cái đỉnh này, nó đánh lên khoảng tầm 10% nữa. Đấy. Thì một cái biên độ sideways lớn như thế này ấy, nếu mà nó có đánh ấy, thì chắc chắn nó phải đánh qua đây khoảng 10% nữa. Bấm cho anh em là lên đến đây khoảng 10% nữa, nó lên tầm giá là khoảng 43-44 đối với PVS. Thì liệu anh em có kiên nhẫn để anh em chờ đợi hay không thôi, đấy là vấn đề. Đấy. Còn dầu khí anh em thấy này, trên M20 hết. PVD này, anh em có con thấy con nào bị gãy không, con nào bị gãy phá chen không? Nó vẫn đang trong một biên độ sideways anh em nhá. Anh em lưu ý những con dầu này, nó vẫn đang trong một biên độ sideways thôi. Chẳng qua anh em cầm giai đoạn này anh em cảm thấy khó chịu và sợ hãi thôi, chứ còn nó chẳng có gì xấu cả đối với các cổ phiếu. Đấy, anh em nhìn này, vẫn trong một cái biên độ sideways nhá. Sau một thời gian này rung lắc này, nó vẫn là sideways tích lũy. Anh em nhìn thấy không? Nó sideways này, đảo lên đảo xuống, đảo lên đảo xuống, đánh rất là khó chịu. Giai đoạn này là một cái giai đoạn mà cảm thấy rất là khó chịu. Khó chịu nhiều nhất ấy. Con PVC này thì nó còn xấu hơn các con khác này, nhưng mà M20 của nó vẫn đang hướng lên nhá. PVS con này thì chưa có đỉnh này, còn chưa đi lên được mấy này, M20 lại bẻ cong lên rồi. Anh em nhìn con PVS này, M20 lại có xu hướng là bẻ cong lên rồi nhá. PVS này, PVD này. Đấy, M20 bẻ cong này. Đấy, dòng dầu ổn nhá, dòng trứng ổn nhá. Bây giờ dòng chúng ta xem dòng bất động sản xem nó có ổn không? Dòng thép ổn nhá. Đấy là Công Dũng xem cho anh em ba cái dòng rồi đấy. Chứng khoán này, thép này, dầu này, ổn, đúng không ạ? Vinhome này là một cái con mà kéo thị trường này, con này 1 2 3 đáy MACD phân kỳ dương, đúng không ạ? Thì bây giờ cái con này mà nó có tăng lên cái vùng này là chuyện hết sức bình thường. Đất xanh này, anh em nhìn thấy con bất động sản này vẫn trong biên độ sideways. Ổn như anh em, đúng không ạ? Có thủng đâu, con nào có thủng có gãy đâu, đúng không? Con này thì có một đỉnh MACD nhá. Nhưng anh em xem các cái trạng thái mà khi cổ phiếu có một đỉnh MACD này, mọi người nhìn này. Khi có một đỉnh này, đảo xuống vòng, lên tạo đỉnh số 2. Đấy, thì khi mà cái đỉnh số 2 ấy, thì chúng ta mới phải lo lắng nhiều. Khi mà nó tạo đỉnh số 3 như thế này thì chúng ta mới phải là chạy khỏi cổ phiếu. Anh em nhìn thấy này, cái trường hợp này nó rất là giống cái giai đoạn này nhá. Công Dũng lấy ví dụ rất là nhiều rồi. Nó có vùng flat ở đây này, nó sẽ sideways ở vùng flat. Thì anh em nhìn cái trạng thái khi đó này, có một đỉnh MACD này và cái vùng này là có một đỉnh MACD này. Và sau khi sideways nó còn giật lên một cái để nó tạo đỉnh thấp hơn, đỉnh thứ hai này, đỉnh thứ hai này.
Và nó sau khi sideways tiếp ấy, nó đang phát triển một xu hướng tăng mà anh em nhìn MA20 này vẫn đang xu hướng tăng rất là mạnh. Nó còn giật lên tiếp tạo đỉnh số 3 này, phân kỳ âm tứ tung ở cái giai đoạn này. Và đỉnh thứ tư này, anh em thấy này, phân kỳ âm rất là mạnh đối với cái cổ phiếu này. Và cuối cùng thì anh em thấy là nó thậm chí nó còn không giảm, nó còn tăng tiếp cơ. Đấy, thì mọi người nhìn thấy bây giờ mới có khom kho một đỉnh này thì mà anh em đã sợ hãi thì nói chuyện gì anh em. Từ khi mà tạo đáy đi lên ấy, có một đỉnh ấy thì còn rất nhiều thời gian nó giật lên giật xuống rất là nhiều, đâu phải một đỉnh là nó đi xuống luôn. Mà anh em nhìn rõ là cái xu hướng của cổ phiếu nhá, nó là xu hướng đi lên. M20 vẫn đang hướng lên rất là mạnh, nó là xu hướng đi lên và bây giờ mới có một đỉnh. Thì anh em việc gì phải sợ, đúng không? Chúng ta càng sợ cổ phiếu càng lên. C2 anh thế này, M20 vẫn đang bẻ lên này. Đấy. PDR này, mọi người nhìn này, M20 rất là khỏe. Con này chẳng qua nó tăng rồi thì mua sợ không có lợi nhuận, nhưng mà hôm nay test lại M20 cái lại giật lên này. Đấy. Bao giờ những con này nó chết ấy thì thị trường của chúng ta mới gọi là có thể sập mạnh. Lúc đó anh em kỳ vọng về 900 cũng được, 850 cũng được. Nhưng bây giờ này mọi người nhìn này, dòng tiền nó nằm ở đây chứ đâu, dòng tiền nó vào này, vào các cổ phiếu này, vào rất là nhiều. Nó thoát ra bao nhiêu đâu? Cái đoạn này thoát ra bao nhiêu? Cái này anh em bảo phân phối đúng không? Phân phối bao nhiêu đâu? À, tiền nó vào này. Phân phối được bao nhiêu mà bảo nó đánh gãy cổ phiếu. Thế là mọi người lưu ý nhá, những cái đoạn này ấy, chúng ta nên chọn những cái cổ phiếu nào khỏe để chúng ta chơi. Đấy, dòng bất động sản như thế. Có những cái con sell này, con sell thì anh em thấy là con này ấy, nó co giật ở dưới nhưng mà anh em nhìn thấy cái xu hướng của nó này, M20 vẫn đang là xu hướng đi lên nhá. M20 vẫn đang là xu hướng đi lên. Mặc dù có thể ở đây tạo đỉnh nhá, nó có thể nó sẽ như kiểu này, xuống đây tí bắt đầu nó vọt lên. Đây anh em nhá. Thì đối với con cổ phiếu sell này, nó là một cái con cổ phiếu đặc biệt hơn các con cổ phiếu bất động sản khác. Bởi vì sao? Bởi vì cái con cổ phiếu này nó là cái bán cho cái mệnh giá 10 ấy, nó về về đây này, nên là rất nhiều người bán và nó cần phải có quá trình hấp thụ. Tuy nhiên thì con này đang trong cái trạng thái bóp ben nhá. Nó mà lấy lại được M20 thì có thể nó sẽ nổ vào những cái nhịp sau cùng nhóm ngành bất động sản. Chạy sau thì đi kiếm lợi nhuận sau, không không vấn đề gì đối với những con cổ phiếu này. Công Dũng mua con này vẫn cầm anh em ạ, vẫn cầm cái con cổ phiếu này. Thực ra là mình mua ở trên cái vùng nó đang tích lũy rất là đẹp ở đây, nhưng mà nó bị gãy cùng một cái phiên cùng thị trường này, thì nó bị gãy gập xuống đây nhưng mà chạm cái giải ben dưới thì nó lại bật lên thôi. Đấy, đối với những cổ phiếu mà đang có xu hướng M20 tăng, nói chung là anh em cũng phải để ý về cái phân tích kỹ thuật anh em ạ, chứ chúng ta đừng dùng cảm tính để chúng ta mua bán cổ phiếu. Nên dùng cảm tính ấy, thì chúng ta sẽ mất rất nhiều khi mà chúng ta như vậy. Nam Long anh em thấy này, bất động sản vẫn ổn nha anh em nhá, vẫn ổn tích lũy trên flat. Anh em thấy con này là một cái con mà điển hình cho cái việc tích lũy test đi test lại cái flat này không, anh em thấy không? Và khi mà nó chạm M20 có thể nó sẽ test lại những cái vòng dưới flat này, rồi bắt đầu nó có những cái đoạn nó vượt về phía sau cùng cái nhóm ngành. Thì đấy là đối với cổ phiếu như Nam Long. Anh em xem qua dòng bất động sản ổn nhá. Còn đối với dòng đầu tư công nữa, cũng xem cho anh em thêm dòng đầu tư công nhá, để xem dòng đầu tư công nó có xấu hay không. HHV anh em này, HHV ngày hôm nay chia quyền mua giá 10 này. Đấy, anh em thấy này, sau khi mà tụt xuống khỏi M20 ngay nhanh chóng là con này lấy lại M20 luôn, lấy lại M20 luôn với một cái cây vôn là như kiểu cái cây test cung luôn anh em, lấy lại M20 luôn nhá. CTD thì sao, tiếp tục lại lấy lại M20, nó vẫn đang ở trong một cái xu hướng tăng, đúng không ạ? Con này thì có một đỉnh rồi, em mua con này thì nó rủi ro hơn những con như HHV, nó đang có tạo đáy đi lên. Đấy, VCG anh em thấy này, lấy lại M20 luôn. Tất cả những con cổ phiếu này nó đều loanh quanh và lấy lại M20 hết, thì làm sao mà chúng ta bảo là cả thị trường này nó chuẩn bị sập, đúng không ạ? Giai đoạn này mọi người phải nhìn vào cổ phiếu cho Công Dũng nhá. Các nhóm ngành nó không sập thì thị trường lấy đâu ra nhân tố để nó bị sập, đúng không ạ? Mà những cổ phiếu như đầu tư công này nó đã tăng đâu mà bảo nó sập, đúng không ạ? Nó đã tăng đâu, tiền nó đã vào mạnh đâu mà chúng ta nói là nó có thể sập. DPG các thứ anh em này vẫn trong một xu hướng tăng. Tất cả các nhóm ngành nó đều trong một xu hướng tăng. Thì đó là một cái mà động lực để anh em có thể là anh em tham khảo trong cái video này của Công Dũng. Và mọi người xem đến đây rồi anh em hãy nhớ like và đăng ký kênh cho Công Dũng nhá. Anh em nào muốn tham gia Zoom VIP thì anh em hãy liên hệ qua Zalo với Công Dũng. Công Dũng sẽ hướng dẫn anh em cách tham gia. Và video ngày hôm nay thì Công Dũng sẽ kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những bản tin tiếp theo.